Dạ thưa sư, xin sư giải thích cho con về hiện tượng sấm truyền dự báo trước được tương lai. Sấm truyền cạn trình, sấm giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ của Đạo Hòa Hảo. Trong các bài sấm dự báo trước các sự kiện như dịch bệnh, chiến tranh trên thế giới và mới đây nhất là dự báo được các cuộc chiến tranh ở phương Tây đã nổ ra. Vân vân, xin sư giải đáp cho con thêm về lý do các vị ấy có thể đoán trước được hay là chỉ là sự trùng hợp. Con cảm ơn sư. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta phải xét đến hai trường hợp, tức là cái trường hợp giả tiên tri và trường hợp thật tiên tri. Tức là một trường hợp á là tiên tri giả và một trường hợp là tiên tri thật. Trường hợp tiên tri giả là như thế nào? Là cái kiểu nói nó không có thời gian ấn định cụ thể, nó không nói đến một sự kiện cụ thể, mà nó chỉ là một cái lời nói bâng quơ. Và lời nói bâng quơ đó có thể áp dụng cho hầu như tất cả mọi trường hợp ở mọi thời điểm. Sư lấy ví dụ đi. Cái câu chừng nào chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Sư lấy ví dụ như vậy. Thì câu đó đó, chúng ta áp dụng cho cuộc chiến thời Nguyễn cũng được nè, chiến tranh thời nhà Trần cũng được nè, chiến tranh thời nhà Lê cũng được nè, chiến tranh thời nhà Lý cũng được nè. Tức là cái kiểu nói đó mình áp dụng vô thời kỳ nào cũng được hết. Rồi cuộc chiến tranh chống Pháp thì cũng nói được luôn, chiến tranh chống Mỹ cũng nói được luôn. Rồi nếu như nó không áp dụng ở Việt Nam, mình chơi qua, mình đem qua Trung Quốc xài vẫn được. Sao đổi camera? Chờ tí xíu. Rồi. Chiến tranh thời nhà Trần cũng được, là nếu mà mình đem qua bên Trung Quốc á, mình xài vô thời Tam Quốc cũng được, rồi thời Hán cũng được, Đinh Hán, rồi thời nhà Đường, rồi thời nhà Thanh, rồi cũng được, rồi thời kỳ hoặc là áp dụng cho Bắc Triều Tiên cũng được đó, chiến tranh Nam Triều cũng được luôn. Tức là cái kiểu nói đó mình áp dụng cho bất kỳ thời kỳ chiến tranh nào đều được hết, bất kỳ đất nước nào đều được hết. Nói như vậy không lẽ là một câu nói đó mình áp dụng cho mình nói là cái vị mà đưa ra cái lời sấm này á, cái lời sấm giảng này á, là vị đó là coi như là thông hết kim cổ Đông Tây, tức là biết hết sử Việt Nam, rồi sử Tàu, rồi sử Mỹ, sử Nhật, sử Hàn các thứ. Quý vị thấy cái vấn đề đó nó có ổn hay là không? Cho nên là sư mạn phép đưa cái đó vô cái tiên tri giả hoặc là cái giả tiên tri. Tại sao vậy? Tại vì cái đó mình xài vô đâu cũng được hết. Đó. Rồi có những cái thời kỳ mà như sư nói, nó đã trải qua rồi và người ta đem câu nói đó ra, người ta ứng dụng vô, người ta xài thì cái kiểu gì nó cũng trúng. Cái này nó tương tự như là cái giấc mộng mà của mấy người đánh số đề á. Tại vì khi họ đánh số đề thì thường là đánh trật. Nhưng mà đánh trật á, thì sau khi đánh trật thì họ sẽ tìm lý do cho nó. Sư lấy ví dụ đi. Thôi giờ sư không nhớ, sư nhớ thì coi con dê như 35 hả? Thì khi họ mơ thấy con dê, thì họ sáng họ đánh con 35, mà chiều nó không ra con 35, nó ra con 34 chẳng hạn. Thì họ mới nghĩ, sao sai được ta? Cái họ nghĩ, con dê đó hình như nó bị què một chân. Con dê bị què một chân thì đáng lý là què một chân là phải là 35 trừ 1 còn 34 mới đúng. Còn mình đánh 35 đánh chật. Tức là họ xoay làm sao đó cho nó trùng với cái lời tiên tri mà họ nhận được. Quý vị hiểu vấn đề không? Thì cái kiểu nói đó sư tạm gọi mạng, xin mạng phép dùng cái từ là giả tiên tri. Tức là nó không có thời gian cụ thể, không có thời điểm cụ thể.
mà cái kiểu là xài sao cũng được. Và các cái kiểu tiên tri của thế giới bây giờ nó cũng y chang vậy đó. Thí dụ như có một cái anh nào đó, anh tiên tri, hoặc là một cái bà nào đó, bà đó tiên tri, bà tiên tri nói trong năm 2024 chẳng hạn, thì sẽ có lũ lụt ở nhiều nơi, rồi sẽ chiến tranh thì sẽ chưa chấm dứt. Xin thưa là nói cái kiểu đó là nói chất quốc. Tại vì lũ lụt thì chỗ nào không có, không chỗ này thì cũng chỗ kia. Rồi hay là nói cái sự chết đi của một người nổi tiếng thì nó lại càng mắc cười nữa. Tại vì nó có bao nhiêu quốc gia người nổi tiếng, không lẽ là trong năm đó không có ai chết, năm nào cũng có người chết hết. Cho nên rồi mình nói là chiến tranh thì sẽ nổ ra. Xin thưa là người ta có thể nghĩ về cuộc chiến Ukraine, hoặc là bất cứ đất nước nào thì cũng có thể có chiến tranh hết. Cho nên là nói cái kiểu đó là nói sao cũng trúng hết á. Thì sư xin mạn phép dùng cái đó là cái từ giả tiên tri. Còn tiên tri thật á, họ sẽ tiên tri như thế này nè. Như là trường hợp Bồ Tát được đưa ra mà năm vị Bà La Môn á, năm vị đó sẽ tiên tri về cuộc đời của Bồ Tát, thì năm vị này là bốn vị là nói là con người này nè, vị hoàng tử này nè, sau khi lớn lên thì chỉ có hai con đường thôi. Một là nếu như mà ở thế gian thì sẽ là vị vua chuyển luân thánh vương, mà nếu xuất gia thì sẽ trở thành một vị chánh đẳng giác. Riêng ngài cái vị Bà La Môn cuối cùng là ngài ngài Kassapa. Không, ta không phải. Tự nhiên xin lỗi quý vị, tự nhiên cái đang nói chuyện cái sư quên mất tên. Riêng vị Kiều Trần Ngư, cô Đanh Nhá, thì vị này nói là con người này chỉ có một con đường thôi, lớn lên là chỉ có một con đường thôi, là sẽ thành một vị chánh đẳng giác. Tức là lời tiên tri là nó phải chính xác tới như vậy, chính xác về con người, chính xác về sự kiện, chứ không phải là một lời nói mà bạ đâu cũng trúng. Rồi hay là Đức Thế Tôn ngài có cái lời tiên tri là để coi vào buổi sáng ngày hôm đó, ngài dùng Phật nhãn và ngài tiên tri thấy rằng là có một người tên là Angulimala, thì con người này ngày hôm nay là sẽ có cơ duyên với ngài. Và con người này đó, nếu như mà ngài không xuất hiện ngày độ thì con người này sẽ giết mẹ và sẽ đi địa ngục. Còn nếu như mà có sự xuất hiện của ngài á, thì Angulimala đó sẽ tấn công ngài, nhưng mà tấn công không được. Và khi ngài hỏi như thế này thì Angulimala sẽ trả lời như thế này, và sau đó Angulimala sẽ xuất gia với ngài và sẽ chứng đắc đạo và quả. Tức là sự tiên tri đó là sự biết rõ tương lai một cách chắc chắn. Hay là trường hợp khi mà Bồ Tát Xú Mê Thá quỳ dưới chân Phật Nhân Đăng, Phật Nhân Đăng ngài thấy rõ là con người này 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp về sau là sẽ thành một vị chánh đẳng giác tên là Gotama. Tức là lời tiên tri đó là một cách chính xác, cụ thể, chứ nó không có kiểu mà nói bạ đâu cũng trúng. Sư xin lỗi là sư chưa có đọc qua các cái sấm mà quý vị nói. Cho nên là sư cái gì mình chưa đọc thì mình không có tư cách mình nói. Nhưng mà khi nói về tiên tri thì nhớ giùm sư là sư chia ra hai loại. Một là tiên tri giả và thứ hai là tiên tri thật. Tiên tri giả là cái kiểu nói mà mình bạ đâu cũng trúng. Cái tiên tri thật á, là nói đúng sự kiện cụ thể, con người cụ thể, thời điểm cụ thể thì nó là tiên tri thật. Rồi trường hợp tiên tri thật là tiên tri đúng đi, thì nó lại có những trường hợp như sau. Một là do cái thần thông của quá khứ. Tức là thần gọi là cái thần thông do nghiệp sanh á, là vị này mình tạm dùng cái từ là sanh ra đã có rồi, họ không cần phải tu tập, không cần phải cố gắng nỗ lực gì cả mà sanh ra đã có, thì đó gọi là thần thông do nghiệp sanh, thì người này tự nhiên họ biết thôi.
Giống như con người tự nhiên có 5 ngón tay thì họ biết làm sao để sử dụng 5 ngón tay đó. À. Rồi cái loại thứ nhất là do bẩm sinh ha. Cái thứ hai á, là thần thông do xài bùa chú. À. Thì có những loại bùa chú giúp cho người ta biết được chuyện tương lai. À. Rồi cái loại thứ ba đó là thần thông có được do phi nhân mách bảo. Tức là có một số loại phi nhân á, chúng ta tạm dùng cái từ là hợp tác. Thí dụ như ở có vị Bà La Môn hợp tác với một con phi nhân, thì con phi nhân đó nó có thần thông, nó có khả năng, nó biết trước tương lai và nó sẽ báo chuyện tương lai, báo cho vị Bà La Môn này, và vị Bà La Môn này sẽ thuật lại lời nói của nó. Rồi sau đó người ta cúng dường tới vị này và vị này sẽ chia, gọi là chia cổ phần, chia cho cái con phi nhân này. À, cho nên đây là cái loại thứ ba. À, mà cái loại này chúng ta thường hay dùng cái từ là bị dựa đó. À, đã loại vậy. Còn cái loại thứ tư á, là loại thần thông có được do định, tức là do định sanh. À, nghĩa là vị này khi thực hành thiền định hướng tới thắng trí thần thông, do năng lực thần thông mà vị này biết trước được một số chuyện tương lai. Và loại thứ năm là loại thần thông có được cũng do định, nhưng mà cái định này là nhờ có thánh đạo thánh quả. Thì tức là một số vị thánh là nhờ vào vị đó chứng thánh, vị đó có định, và do cái định có được do nhờ thánh đạo thánh quả mà vị đó cũng biết được một số chuyện tương lai. À, ví dụ như một vị muốn nhập thiền diệt thọ tưởng định đi, thì vị đó phải quán sát là trong thời gian tôi nhập thiền, hai sự kiện này có xảy ra hay không. Một là có ai cần tôi hay không. À, nếu không ai cần thì ok, nếu cần thì tôi không có nhập thiền được. Ví dụ như trong 7 ngày có ai cần tôi hay không. À, nếu không có thì tôi có thể nhập thiền 7 ngày. Cái thứ hai là mạng sống của tôi còn duy trì được 7 ngày hay không. À, nếu còn thì rồi xong, vì đó có thể nhập vào diệt thọ tưởng định ha. Thì đó là những trường hợp có thể dự báo được tương lai mà sư đã nói với quý vị. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.